Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, nếu ai đã từng bị giãn dây chằng thì đều cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ khi mỗi lần cúi xuống hoặc cử động là cơ thể như muốn gãy làm đôi. Có thể nói, giãn dây chằng làm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống cũng như sức khỏe của bạn. Bởi vậy, người mắc bệnh luôn mong mỏi giải thoát được cơn đau để trở lại cuộc sống thường ngày mạnh khỏe. Và ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp chữa giãn dây chằng tại nhà bằng lá na dại. Trước hết, chúng ta cần biết dây chằng là một bộ phận bao quanh các khớp xương có chức năng là cố định và bảo vệ các đầu khớp xương. Và giãn dây chằng là phần dây chằng ở giữa hai khớp xương bị kéo giãn, căng quá mức gây đau, sưng, ảnh hưởng đến toàn bộ khung xương. Vậy, chúng ta cần chuẩn bị những gì để có thể chữa giãn dây chằng tại nhà thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là 300ml nước lọc, muối trắng hạt nhỏ và một nắm lá na tầm 15 lá. Giờ các bạn rửa sạch lá na đi nhé. Chuẩn bị một cái bát có giãn một chút nước lọc, sau đó cho vào một muỗng cà phê muối trắng hạt nhỏ và khuấy đều. Sau khi muối hòa tan vào trong nước thì các bạn cho lá na vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này tầm 5 phút các bạn nhé. Như vậy là mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra. Chuẩn bị một cái cối giã, sau đó các bạn cắt lá na vào giã nát. Và đây là lá na sau khi mình giã nát, giờ mình cho ra một cái bát. Chuẩn bị một cái bếp và một cái nồi, sau đó các bạn đổ 300ml nước lọc đã chuẩn bị vào. Giờ cho lá na vào. Với muối trắng hạt nhỏ thì các bạn cho vào 1/2 muỗng cà phê. Đậy vung lại, bật bếp lên. Chúng ta sẽ đun sôi nhỏ lửa tầm 10 phút. Như vậy là mình đã đun được 10 phút, giờ tắt bếp, mở vung ra đợi cho nguội. Và đây là nồi lá na sau khi mình để nguội. Chuẩn bị một cái bát và một chiếc lọc, sau đó các bạn đổ ra lọc lấy mình phần nước.
Và như vậy là chúng ta đã xong. Và đây là bát nước lá na của chúng ta dùng để chữa giãn dây chằng. Rất là đơn giản phải không các bạn? Cách sử dụng như sau. Với bát nước này thì một ngày các bạn sẽ uống một lần. Sau khi uống xong thì chưa có tác dụng ngay mà phải 3 đến 4 ngày sau thuốc mới ngấm và có tác dụng. Đau lưng giảm hẳn mà chân tay cũng không còn bị tê bì. Sau khoảng 1 tuần thì cơn đau biến mất hẳn. Để có hiệu quả cao và nhanh thì các bạn có thể áp dụng hàng ngày nhé. Và chúng ta nên làm mới hỗn hợp để uống, các bạn không nên làm nhiều để dự trữ. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa giãn dây chằng tại nhà bằng lá na. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.